Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay anh em chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về hình trận thoa đầu. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn là thuận pháo trực xa, rồi thuận pháo hoành xa, rồi pháo đầu đối với đơn đề mã, rồi pháo đầu đánh với mã quỳ, vân vân. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với thế trận pháo đầu, nhưng hôm nay bắt đầu mình sẽ chia sẻ về nghịch pháo nha các bạn. Thì như các bạn biết, cái căn bản của nghịch pháo và thuận pháo nó tương đối như nhau. Thì thông thường trong những nước xuất quân ban đầu thì các bạn cũng để ý sẽ thấy là trong nghịch pháo hay là thuận pháo thì tầm 5 nước xuất quân đầu cho đến 6 nước thì hầu như hình trận là tương đối giống. Từ nước thứ 6 trở lên hoặc là thứ 7, thứ 8 trở lên mới bắt đầu có biến hóa. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta vào pháo đầu, người ta đối nghịch pháo thì mình lên mã phòng thủ chốt đầu. Thì người ta có hai quân mã này để lên các bạn. Thì nếu đánh nghịch pháo thì chắc chắn người ta sẽ quăng mã biên, để khi mà xe chúng ta ra bắt pháo thì lúc này xe theo giữ pháo để tạo thành cái hình trận là nghịch pháo. Các bạn cũng lưu ý nha, cái hình trận nghịch pháo ít khi ai mà nổ chốt đầu trước lắm. Không phải là không có các bạn, nhưng mà ít, rất là ít. Người nào ăn chốt trước đôi khi người đó sẽ là người thất thế trước. Thì tới đây chúng ta thấy là người ta ra để mà giữ pháo như thế này, thì chúng ta vẫn tiếp tục phát triển quân lên. Thì mình cũng phải quăng mã biên nha các bạn, khi mà đánh thế trận nghịch pháo phải quăng mã biên. Thì lúc này người ta lên lên mã bảo chốt, thì lúc này mình cũng ra xe, rồi người ta ra xe đó. Các bạn thấy tới đây mình có hai nước để đi, một là mình tấn xe lên cửa hà, hai là mình tấn chốt chính lên. Thì các bạn chọn nước nào trước cũng được cả, chọn nước nào cũng được, ví dụ như các bạn chọn nước chốt cũng được hay nước xe cũng được. Đó, khi các bạn mà tấn chốt lên thì người ta cũng sẽ mở bình biên giống như mình. Thì ai cũng đánh cái thế trận nghịch pháo cũng đều biết là xe sẽ nằm ở cửa hà, người mượn sức xe để bay mã lên dùng pháo bắt xe, vân vân. Thì lúc này chúng ta có hai điểm để cho xe mình rơi, thì một là ở cửa hà, hai là mình tấn qua sông. Thì nếu trong nghịch pháo các bạn nên chọn đứng ở cửa hà là nước đi mạnh nhất của nghịch pháo. Thì lúc này người ta cũng tấn xe lên cửa hà các bạn, người ta tấn xe cửa hà. Thứ nhất là người ta trốn tránh cái đường mã mình lên bắt, để người ta sàng qua một lộ bất kỳ để tránh né, để mà xe không phải bị dính ở trong góc. Thứ hai nữa là bảo vệ cho quân mã lên bắt xe mình ngược lại. Thì tới đây chúng ta vẫn cứ triển khai bình thường đó. Thì lúc này xe người ta sẽ chạy qua lộ 6, chạy qua lộ 6 thì lúc này chúng ta cũng đem xe qua lộ 6 luôn. Các bạn không nên chờ mã lên bắt rồi mới đem, các bạn cứ đem xe qua lộ 6, mục đích của mình là bước mã xuống, bước mã xuống để mà công luôn. Thì tới đây bên hậu người ta có 3 phương án. Một là người ta tiếp tục đánh sau mình một tiên, nhưng mà đánh thế trận giống mình thì người ta bước mã lên. Hai là người ta tấn xe lên, tấn xe 8 lên một nước. Còn ba nữa là người ta sẽ mở mở binh ba để phòng ngừa nước mã mình bay xuống. Thì cái nước tấn xe này các bạn thấy nó có vô lý không ạ? Cái này không phải là nước nước cờ vô lý các bạn, mình ví dụ cái nước cờ này nha. Người ta tấn xe lên đây là có mục đích, nếu mình bước mã xuống thì lập tức người ta đem xe qua để bắt mã mình ngay. Thì lúc này mình rất dễ dễ bị thiệt quân. Nếu mình đem pháo ra mình giữ thì cánh quân của mình bị kìm rất là khó chịu. Cho nên cái nước xe tấn lên một nước là ý đồ như thế. Mình trở lại. Đó, thì tới đây người ta cũng có thể chọn lựa cách là bay mã này lên để đôi công ngược lại. Thì nếu như người ta bay mã lên thì mình bước mã xuống bình thường. Nếu người ta thúc chốt lên để đấu, tại vì người ta thúc chốt lên đấu quân mã mình, thì mình vẫn cứ ăn nha các bạn. Mình ăn quân mã bình thường thì pháo sẽ đạp qua. Thì lúc này chúng ta có hai lựa chọn ở hai quân pháo. Một là quân pháo lộ 8 của chúng ta cắm thẳng xuống, hai là quân pháo lộ 5 đánh vào chốt đầu. Thì các bạn chọn nước nào trước cũng được. Ví dụ như giờ mình chọn nước pháo 8, mình cắm thẳng xuống để tránh cái trường hợp mà pháo này mình ra bắt xe rồi pháo mình phải dạt đi một nước khác thì nó sẽ mất nước của mình. Trước tiên mình cắm xuống dò sát, dò sát đang xe mình đang ngắm sỉ để dò sát, thì buộc người ta phải lên sỉ. Nước cờ này chắc chắn ai cũng phải lên sỉ. Thì lúc này chúng ta mới tiếp tục nổ pháo đầu xuống để dò sát. Thì bên hậu còn phương án cuối cùng là xuất tướng thôi các bạn, xuất tướng ra.
Khi xuất tướng ra các bạn thấy nếu chúng ta mà dùng pháo nổ sĩ thì lộ mặt tướng, chúng ta không thể đánh được nước cờ đó. Muốn nổ được sĩ thì các bạn phải chậm một nhịp là chống sĩ lên trước, chậm chậm là một nhịp. Trường hợp mình đã chống sĩ lên như thế này thì bất kỳ người ta đi một quân cờ như thế nào ở những vị trí quân như thế này, dù người ta bước mã xuống để bắt lại mã mình, thì lúc này các bạn có thể chém thẳng sĩ dò sát tiếp. Thì tới đây người ta có lên tướng hay là ăn pháo hay là gì đó vân vân, người ta cũng đều thua. Bạn thấy nếu như người ta lên tướng thì các bạn cứ ăn thẳng xuống sĩ là mình đang hâm bí trực tiếp, đang hâm bí trực tiếp, buộc tượng người ta phải bay lên đó. Khi mà tượng bay lên thì các bạn thấy với hình trận này thì không thể nào mà chống đỡ được, khi mà pháo mình dạt ra biên như thế này đó, thì không thể nào đỡ được cái hình trận này, tại vì mình còn một nước duy nhất mà mình đâm xuống đây là sát cột liền. Cho nên là người ta có ăn quân mã để dọa sát lại thì nó cũng quá muộn màng nó. Cho nên đó là lý do mà tại sao trong nghịch pháo mình đánh mà giữ xe ở cửa hà là thứ nhất, thứ hai là khi mình chọn quân nào đi trước quân nào đi sau để cho nó có cái thứ tự quân để mình dễ sắp xếp cái hình trận. Rồi mình trở lại đoạn này chút xíu. Đây, từ đoạn này mình tiếp tục phân tích thêm ở đoạn này nha các bạn. Thì các bạn thấy là cái phương án mà mã người ta bước lên như thế này là một phương án thua đó. Đây là phương án này là có hai cách thua, thì chúng ta cũng xuống đây đó, là người ta có hai cách để thua. Là cách thứ nhất là như mình vừa nói là đã đấu mã đây xong là một cách thua. Còn một cách thua thứ hai là khi đấu mã như thế này, chúng ta ăn mã đó, pháo nổ qua đó, rồi chúng ta vẫn cắm y như nãy, cắm dò sát thì bên đây chống sĩ lên, mình tiếp tục nổ pháo đầu dò sát như nãy. Thì nãy là mình tới đây người ta xuất tướng là mình chống sĩ, mình chống sĩ, thì bây giờ mình không chống sĩ thì mình sẽ đánh nước cờ này các bạn, tức là con xe 8 của mình tấn thẳng xuống bắt con sĩ giữa luôn. Đây là một cách đánh khác là mình không chống sĩ. Còn trường hợp chống sĩ hồi nãy là để mình dùng pháo đầu phá sĩ giữa luôn, đánh công liền lập tức. Thì nước mình không chống sĩ thì pháo đầu mình không rời được, thì chúng ta dùng xe tấn xuống bắt sĩ. Thì lúc này để bảo vệ được sĩ thì người ta buộc phải tấn xe 8 lên một nước để mà giữ sĩ. Các bạn thấy khi mà xe 8 người ta tấn lên giữ sĩ như thế này thì các bạn không ngần ngại vẫn cứ ăn thẳng vào sĩ luôn. Chúng ta phế xe ngay ở thời điểm này luôn. Đây. Đó, mình ví dụ các bạn coi. Thì xe người ta buộc phải ăn vào. Thì lúc này chúng ta nổ sĩ. Xe buộc phải thối về. Chúng ta ăn tiếp tục xe, tướng thượng lên, chúng ta tiếp tục chiếu sát. Đó, cho nên là khi lọt vào hình trận đó thì người ta có hai đường thua như vậy. Thì bạn thấy trong thế trận nghịch pháo và thuận pháo nó có nhiều cách đánh rất là hay, rất là hay mà để cho chúng ta phải tham khảo rất là nhiều. Tại vì trong cái thế trận như thế này nè, nếu như bây giờ mình nói sâu về cái trường hợp như là người ta tấn xe một nước, tấn xe lên một nước để phòng thủ cái nước mã mình xuống, mình đặt một ví dụ đây nha. Nếu mà chúng ta bước mã xuống, ta bình xe qua, mình mới đem pháo vào bảo mã, thì lúc này ta tấn xe lên hai nước. Các bạn thấy quân cờ của mình đang bị kìm rất là cứng, hầu như là dính chặt ở đây. Nhưng nếu mà các bạn đánh khéo léo thì các bạn vẫn gỡ được cái hình trận này các bạn. Chúng ta vẫn gỡ được. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là người ta sẽ phục nước là bình pháo ra để mà lợi quân. Rồi lúc này các bạn cần phải làm là mở chốt ba gấp, để chi khi mà pháo bình ra bắt mã thì chúng ta lên lên thêm một mã nữa để giao chân. Đó, ví dụ như trường hợp như thế này thì chúng ta bước mã lên giao chân để giữ quân trước, đồng thời lúc này là lúc chúng ta đang phục kích quân xe của người ta luôn. Nếu người ta sơ suất không để ý thì mình chỉ cần lật xe ra thì người ta buộc phải bãi nhị, người ta buộc sẽ bãi nhị. Thì lúc bãi nhị ở trong cái hình trận như thế này thì người ta cũng không có lợi bao nhiêu, thì có thể là người ta dẫn đến cái tình trạng thua trận rất là dễ. Nếu mà một nước đi chính xác của bên hậu ở lúc này thì các bạn nên dùng pháo tấn lên đây để cô lập luôn, kìm cả xe mã này luôn. Thì lúc này các bạn nổ pháo lên thì mã không thể ăn xuống được, thì tới đây chắc chắn 100% là lỗ quân. Đương nhiên không ai cầm xe lên để mà giữ mã ở nước này thì người ta thúc chốt lên nữa thì lại mất nước, là người ta có thêm lực lượng một quân mã nữa ăn lên, tại vì chốt đã thúc lên rồi. Thí dụ như vậy cho các bạn dễ hình dung. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ đến việc giữ quân như thế này, ta thúc chốt lên thì quân mình chết là như rạ luôn, thì cái hình trận của chúng ta tới đây nó vỡ ngay. Nó cho nên đó là lý do vì sao mà
mình khi xe người ta tấn lên là mã mình không nên bước xuống mà mình phải đổi một chiến thuật khác. Cho nên nói trong thuận pháo và nghịch pháo có nhiều biến đánh cực kỳ là hấp dẫn. Mình rất là yêu thích cái thế trận pháo đầu, cho nên là mình chia sẻ rất là nhiều về thế trận pháo đầu để đối nghịch lại với tất cả các thế trận khác. Thì hôm nay thời gian mình cũng không nhiều, do cũng làm vậy cũng mệt, nên là mình thì đam mê nên lên chia sẻ với anh em chút xíu vậy, rồi lần sau mình sẽ tiếp tục chia sẻ với anh em những biến hóa khác, chẳng hạn như là binh ba tấn một thì mình phải quấn như thế nào đó. Cho thí dụ như một trong ba nước thì nãy giờ chúng ta đã bàn luận về hai nước cờ này, thì nếu mà ta sử dụng nước cờ thứ ba thì binh ba tấn một thì mình phải đánh như thế nào là đúng, thì mình sẽ chia sẻ lại với các bạn ở cái video tiếp theo để anh em mình chia sẻ trong những lúc rảnh rỗi, rồi cùng nhau nghiên cứu để phát triển bộ môn nghệ thuật này. Xin chào và chúc tất cả các bạn sức khỏe và mau thành kỳ thủ nha. Xin chào tạm biệt.